chấp đấy thôi. Cái thứ hai là gì? Không phải là chỉ có hoàn công của cái ngôi nhà đó, đúng không ạ? Của cái căn hộ của anh chị, bản vẽ hoàn công của căn hộ, mà hoàn công của các công trình phụ trợ nữa. Đấy. Đấy, lắp đặt rồi hệ thống thông gió, rồi thoát hiểm, rồi thang máy, rồi báo cháy, rồi tất cả là an ninh các thứ. Rồi điện đường trượm trạm, thoát nước cấp, thoát nước, rác thải, môi trường đều phải hoàn công. Lúc đấy thì các anh chị mới nhận bàn giao nhà. Đấy là đúng luật. Thế còn nhiều khi là chúng ta cũng lúc đấy rồi cứ nó giao nhà cho nó vui rồi, đúng không ạ? Người ta là thôi, nhưng mà thực tế là như vậy, cho nhiều khi về ở hàng năm giờ nhưng các cái hoàn công khác là chưa đi, chưa được thực hiện, rồi thiếu cái nọ, thiếu cái kia, thậm chí là gì còn chưa phòng cháy chữa cháy, đúng không ạ? Chưa phòng nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, hoặc là chưa nghiệm thu an toàn thang máy, còn chưa cân chưa chỉnh hạn thế đấy. Cho nên là các anh chị cũng lưu ý cho cái chuyện để chúng ta biết là giai đoạn cuối cùng, cái giai đoạn mặc dù nó không quan trọng nhưng mà nó lại rất quan trọng trong cái chuyện nếu như anh chị ở về đấy để ở. Thế còn nếu mà đầu tư thì chúng ta chỉ quan tâm đến đấy cái hợp đồng thôi ạ, hợp đồng và cái hiệu quả cho cái việc tranh giá thôi. Chứ còn nếu mà ở thì anh chị phải lưu ý cả cái giai đoạn 3 này, là giai đoạn rất nhiều các cái vấn đề hoàn công giữa thiết kế và cái vật liệu hoàn công, chất lượng công trình nó cũng không đảm bảo như là thiết kế, hoặc là sai với cam kết, rất nhiều cái vấn đề nó xảy ra. Đấy, tức là lúc đầu thì là mua được cái nhà rất là happy, nhưng đến lúc nhận bàn giao là thường là unhappy ấy. Bởi vì là vừa phải trả rất là nốt tiền và nhận lại những cái nó không được như ý, đúng không ạ? Đấy là cái mà anh chị lưu ý nó. Nếu mà là môi giới thì chúng ta cũng take care khách, chúng ta phải nói trước các cái vấn đề đấy để khách hiểu đấy, ở cái giai đoạn 3. Ok, đấy là những cái gì mà tôi chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay. Thì còn một phần đấy cũng là cái câu thảo luận, và có thể thảo luận thêm một vài cái câu hỏi nữa để kết thúc cái buổi ngày hôm nay. Thì, ví dụ như câu thảo luận thì câu hỏi thứ nhất, ví dụ như theo luật đất đai 2024 thì điều kiện nào bắt buộc để tổ chức kinh tế được giao đất có thu tiền sử dụng đất nhằm mục đích phát triển dự án bất động sản? Đấy, thế thì theo luật mới, để điều kiện bắt buộc về tổ chức được giao đất có thu tiền sử dụng đất để phát triển bất động dự án bất động sản, thì có người ta đưa ra bốn cái lời giải, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn một lời giải, ví dụ như là tổ chức phải có đủ vốn đầu tư, tổ chức phải có quy hoạch 1/500, hoặc là tổ chức phải là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, tổ chức phải đăng ký kinh doanh bất động sản. Đấy, thì cái này theo quan điểm của tôi thì đấy, để điều kiện để bắt buộc tổ chức kinh doanh được giao đất, tức là lúc này là được giao đất, tức là lúc đấy là không còn phải nghĩ đến các cái vấn đề khác nữa. Để mở cái bước đầu buộc được giao đất ý, thì nó phải có quy hoạch 1/500, và đúng ra nó câu này đầy đủ, nó phải có cả là giải tức là hoàn thành cái việc mà tái định cư, hoàn thành tái định cư, đúng không ạ? Đền bù hoặc là tái định cư đối với các cái dự án mà chưa có tái định cư, còn đối với nhà nước mà họ đã, những cái dự án mà nhà nước đã làm xong hạ tầng các thứ rồi thì chúng ta không cần phải ấy, chỉ có trả tiền sử dụng đất các thứ là xong rồi, đúng không ạ? Đấy, thì trong trường hợp này chúng ta lựa chọn cái phương án B, trả thế. Đấy. Còn câu hỏi 2, tức là theo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi 2023 thì điều kiện kinh doanh bất động sản thực hiện giao dịch mua bán bất động sản hình thành trong tương lai, thì ở đây là có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này, có phải có giấy chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền có quyết định để chấp thuận, tư con phải có ký hợp đồng giữa người mua người bán, thì cái này cũng đúng, nhưng mà mình phải chọn cái câu đúng nhất ạ. Tức là theo phải có điều kiện để kinh doanh bất động sản thực hiện, các anh chị cô chọn câu nào ạ trong trường hợp này ạ? À, câu A đúng không ạ? Đấy, là phải có cái bảo lãnh ngân hàng, đúng không ạ? Thì là nó là cái điều kiện mà rõ ràng nhất,
đúng không? Vì có đòi ngân hàng thì bản thân ông ngân hàng ông đã kiểm tra trước các cái điều kiện, nếu anh chị nào mà không có kinh nghiệm thì cứ soi vào ông ngân hàng này, bởi vì ông ngân hàng là ông phải phải soi dự án rồi ông mới bảo lãnh. Thế có nghĩa là nó phải đủ pháp lý, đấy là cái lựa chọn thông minh nhất. Thế còn chúng ta lại cũng không biết là phải xem quyền sử dụng đất như thế nào đâu, rồi thẩm quyền của chủ đầu tư, rồi phải ký hợp đồng mua nhà như thế nào đâu, mà cứ dựa vào ông ngân hàng này là chắc chắc ăn nhất, đúng không ạ? Đấy là cái câu A. Đấy còn ví dụ như câu 3 là luật đầu tư sửa đổi 2024 điều kiện đầu tư đối với dự án bất động sản của nhà đầu tư nước ngoài thì phải lên liên kết với doanh nghiệp trong nước, nhà đầu tư nước ngoài phải thành lập doanh nghiệp pháp nhân tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải chỉ được đầu tư vào các dự án lớn. Này là B của Rồi B đúng ạ, bắt buộc phải có thành lập pháp nhân tại Việt Nam, đấy kiểu gì cũng phải có. Câu hỏi 4 là luật kinh doanh bất động sản 2023 quy định về việc sử dụng quỹ đất cho các dự án phát triển. Quỹ đất cho các dự án phát triển bất động sản phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây? Được chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết, phải dành ít nhất 30% cho phát triển nhà ở xã hội, được cơ quan có thẩm quyền giao đất thông qua hình giá hình thức đấu giá, phải có quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Câu này cũng rất là chung chung, cái gì cũng đúng, nhưng cái này là có 20% thôi, là cái này loại này chính phủ có quy hoạch chi tiết, cái này chi tiết thì chung chung này. em nghĩ là Và B. được cấp có thẩm quyền giao đất thông qua hình thức đấu giá. Quy định sử dụng đất trong dự án phát triển vẫn phải Nhưng mà D nghe cũng đúng, phải có quy hoạch đồng bộ hạ quan tầng kỹ thuật xã hội. là đấy, tức là phải có đúng là cả cái câu B và câu C đều, câu C và câu D đều đúng, được cấp có thẩm quyền giao đất thông qua hình thức đấu giá, bởi vì có nhiều hình thức, đâu có mỗi hình thức đấu giá đúng không ạ, thế này thì hạn chế mỗi câu C cũng đúng, nhưng mà nó ở cái phạm vi nó bị hẹp Hẹp à? và đấy Khả thì không. năng Thế là chúng ta chọn D, ví dụ thế, chúng ta chọn D. ví dụ thế Ừ. Rồi chúng ta sẽ trở lại câu 6. Ví dụ luật đất đai sửa đổi 2024 thì quy định về thời hạn sử dụng đất đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại. 50 năm. Đó, đúng rồi, 50 năm. Và đấy là đối với chủ đầu tư nhé. Còn cái đối với nhà ở thương mại mà bán cho người dân rồi thì chúng ta có đối với người dân thì sao ạ? Đối với người dân là lâu dài ạ. Ơi. Còn đối với chủ đầu tư thì họ chỉ Buồn anh có nào nghe bày trình trạng. Quyền sử dụng đất đối với các cái dự án thuộc về chủ đầu tư trong vòng 50 năm. Cái này nó có vẻ là không đúng lắm thầy ạ. Và đâu cái chỗ Vâng. nào Cái 6 đấy là 50 năm hoặc 70 năm đấy, hay là không có giới hạn đấy, hoặc 99 năm đấy. Vâng, Thì thế nên là đã theo sửa đổi quy định về thời hạn sử dụng đất đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại. Vâng. Đấy, đối với các nhà ở thương mại nhé, thì đối với chủ đầu tư, đối với chủ đầu tư chứ không phải là đối với người dân, nếu mà mình mà người mua ấy để mình sử dụng mà nó là nhà ở thương mại thì nó sẽ là lâu dài. Đấy, nó là nhà ở lâu dài. Còn cái chuyển giao, tức là ví dụ như là những cái hạ tầng như là nó thuộc về chủ đầu tư, như là những cái công trình phụ trợ, hoặc là những cái nhà để xe, hoặc hầm để xe, hoặc là văn phòng làm việc của các cái công ty đấy, tức là nó thuộc dạng những cái khối nhà văn phòng ấy, văn phòng không phải được lâu dài đâu nhé, thì nó sẽ phải bàn giao lại cho nhà nước sau sau 50 năm. Duy nhất có loại hình là nhà ở, ví dụ trong một cái tòa nhà complex này nhé, nhà ở thương mại thì có cái khối đấy 4 tầng mà office với lại dưới là nhà để xe, còn duy nhất là chỉ có ở lâu dài là gì, các căn hộ ở phía trên đó, căn hộ mà đã bàn giao cho người mua ấy, căn hộ cho anh A cho chị B thì là lâu dài, còn lại chủ đầu tư
phải bàn giao lại các cái diện tích, gọi là diện tích sử dụng liên quan đến thương mại dịch vụ. Thương mại dịch vụ, đấy, thương mại dịch vụ, hoặc là hầm để xe, hoặc là những cái khối đế, những cái ký ốt, hoặc những cái phụ trợ cho cái nhà này là sẽ phải bàn giao lại sau 50 năm. Đấy, các anh chị lưu ý. Duy nhất chỉ có nhà ở căn hộ giao cho cá nhân, hộ gia đình thì là đấu giá. Thì có thể là mình phải chia câu này ra là không có giới hạn thì là câu C đối với hộ gia đình, còn đối với chủ đầu tư dự án thì là 50 năm. Đấy. Rồi câu 7 ạ. Kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản hình thành trong tương lai thực hiện thủ tục nào trước khi tiến hành giao dịch? Đấy, thì câu này cũng giống với câu kia, nó phải có cái bảo lãnh ngân hàng. Chúng ta đẩy cái điều kiện là ngân hàng. Rồi câu 5 ạ. Theo luật đầu tư của 2024 thì thời gian tối đa để nhà đầu tư bất động sản hoàn thành triển khai dự án sau khi được cấp phép ạ. À, tức là sau khi được cấp phép thì bao nhiêu lâu, thì nếu như không hoạt động thì sẽ bị thu hồi. Đấy. Bao nhiêu năm ạ? 5 năm. Đấy, chứ không phải là chúng ta nhìn thấy giấy được phép đầu tư rồi nhá, mà chúng ta lại cứ hồn nhiên chúng ta xuống tiền cũng được đó. Chúng ta phải xem là từ thời điểm mà đầu tư đến giờ là bao nhiêu năm rồi ông chưa thực hiện, đúng không ạ? Thì ông phải đi gia hạn hoặc là ông phải chứ. Đấy. Câu hỏi 8, luật doanh nghiệp số 59, điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là gì? Có ít nhất 3 nhà sáng lập, có vốn điều lệ trên 20 tỷ, và nếu là dự án thì theo quy mô tỷ lệ dự án, doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cái này cũng đúng. Doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh tại Việt Nam tối thiểu là 1 năm, cái này cũng B. Và B ạ. À. Và cái này là câu B các anh chị. Quá dễ. Và đấy thì là sơ bộ mấy cái câu rồi anh chị thảo luận. Thế có những câu nào cần thảo luận ngoài nữa chúng ta thảo luận tiếp ạ. 5-10 phút nữa. Đúng không? Thời gian thì hết rồi đấy, nhưng mà chúng ta ok, chúng ta vẫn thảo luận chút đấy ạ. Em thưa thầy, em xin phép hỏi một câu ạ. Rồi ok. Vâng. Đối với người nước ngoài ấy thầy, thì họ đầu tư vào Việt Nam đấy, thì họ được quyền là đầu tư bao nhiêu tiền vào Việt Nam đối với khách hàng cá nhân đấy ạ? À, họ lại không quy định về tiền mà quy định về phạm vi số lượng. Đấy, họ lại quy định về, ví dụ như một tòa nhà chung cư thì được 30%, ví dụ 100 căn thì được đầu tư 30 căn, giả sử mỗi căn đấy là 5 tỷ đấy, thì là nhân 30 nhân 15 lên, đúng không ạ? Đấy là số lượng. Thế còn đối với họ đầu tư vào dự án, thì với dự án với quy mô cấp dân số là 10.000 dân thì họ được đầu tư 10% cái dự án đấy. Đấy. À không, em ý của em là khác thì ạ. Nghĩa là đối với nhà đầu tư cá nhân, đối với người Việt Nam đầu tư cá nhân thì là dưới là 300 tỷ một năm và không quá 10 lần. Ừ. Và còn đối với người nước ngoài thì sao ạ? À, đối với người nước ngoài thì nó quy định như vậy. Đối với tổ chức mà nếu như trường hợp mà họ cũng đấu giá đấu thầu như Việt Nam nhé, thì họ đi ví dụ như chẳng hạn như dự án nó có, đối với tổ chức tức là họ sẽ đấu giá hoặc là đấu thầu cái dự án mà đã có hạ tầng đấy. Nhà nước mình lại không cho các chủ đầu tư tự đi xin dự án phát triển dự án như là các nhà phát triển dự án ở Việt Nam, mà hướng họ đến đất sạch, còn tóm lại đất sạch đấy. Thế thì lúc đấy đấu bao nhiêu thì ông trả bấy nhiêu thôi, ông trả bấy nhiêu. Em thầy là em đang hỏi là cá nhân thầy ạ. Nghĩa là một anh Hàn Quốc, ví dụ một anh Hàn Quốc hay là một anh Đài Loan nào đó, anh có tiền và anh có nhu cầu đầu tư bất động sản của Việt Nam, thì anh được đầu tư khoảng bao nhiêu tiền và bao nhiêu phí vụ trong một năm? Thế thì đấy, nó lại cũng không hạn chế là bao nhiêu tiền, mà trong đến giờ phút này nó chỉ quy định là đấy, anh có, nó lại không quy định là tổ chức hoặc cá nhân, mà nó quy định là 30% cái số căn hộ trong một tòa nhà và 10% trong một dự án. Thế anh là tổ chức cũng được mà anh là cá nhân cũng ok. Vâng. Nó lại không bị trói
là tổ chức hay cá nhân. Thế còn nếu mà là tổ chức xin một cái dự án đầy đủ đấy thì một là ông phải chuyển nhượng, ông phải đấu thầu đấu giá, hoặc là gì, ông phát triển dự án xong phải 70% ông mới được bán đấy. Đối với chẳng hạn như thằng mới thằng Hyundai State đấy, ví dụ hồ tây đấy, mà bây giờ cuộc mà ông phải xây dựng 70% rồi thì ông lấy ông chuyển nhượng cho ai thì ông chuyển nhượng đấy, để tránh cái hiện tượng này. Còn đấy, ông vừa có thể là chủ đầu tư cấp 1 luôn và chủ đầu tư thứ cấp, thì lúc đấy thứ cấp nó lại không phân biệt là cá nhân này, mà đã là người nước ngoài thì bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp rồi. Còn nếu không là mua bán nhiều thì mình phải tư duy theo luật. Thế còn mua bán để tiêu dùng thì câu chuyện nó lại khác đấy. Thế còn nếu mà ông đã đầu tư đến ở Việt Nam thì đúng là cái quy định là 300 tỷ trên một năm và 10 giao dịch. Cái câu đấy hôm trước cũng bị bẻ rất là nhiều, thế thì nó cũng không chuẩn với cái gọi là cá nhân kinh doanh đâu ạ. Cá nhân kinh doanh gì đến 300 tỷ rồi đến 10 giao dịch. Thế là cái mà ở mỗi Việt Nam người ta quy định cái kiểu nó cứ lửa vời. Thế thì rất là luật ban ra rồi đấy, nhưng mà có nhiều cái đấy, hôm trước đấy kể cả các chuyên gia cũng tranh luận về cái chuyện là 300 tỷ và 10 là không phải thành lập doanh nghiệp. Đấy, không phải thành lập doanh nghiệp. Đấy, thế nhưng mà rõ ràng là thì cái quan trọng nhất là phải đóng thuế thôi, đúng không ạ? Thì đối với người nước ngoài cũng thế. Cũng không thấy ghi rõ là bao nhiêu thì phải thành lập doanh nghiệp đối với người nước ngoài đâu. Vâng. Có câu hỏi nào cần tiếp anh chị cứ hỏi đi ạ. Thầy ơi cho em hỏi ạ. Vâng. Thì đối với các chủ đầu tư ấy, thì những trung tâm thương mại hoặc là nhà để xe sau 50 năm thì họ sẽ bàn giao lại cho ai ạ? Cho nhà nước. Lúc đấy sẽ bàn giao cho nhà nước. Vâng. Chứ họ không được có quyền sở hữu vĩnh viễn như người dân ở đấy. Đấy. Lúc đấy là nhà nước sẽ nhận bàn giao lại. Đấy, và do đó lại giao thầu cho các cái gọi là cục công sản hoặc là gì hoặc là cục quản lý nhà, như là để họ lấy cái tiền đó vào cho cái việc bù đắp cho cái ngân sách của nhà nước, coi như kiểu lúc đấy họ cho thuê lại, nhà nước lại cho thuê lại, cho thầu lại. Dạ vâng. Thêm một câu hỏi nữa, với căn 6 hào khối đế thì sau khi cũng hết hạn, mình người dân mua ấy, là sau 50 năm thì hết hạn thì mình sẽ làm thủ tục gia hạn tiếp hay là đấu thầu lại ạ? Đúng rồi, đã là sông hào khối đế trong quy hoạch nó thuộc là đất thương mại dịch vụ và nó thường có 50 năm. Như vậy cá nhân hay tổ chức cũng vẫn phải bàn giao cho nhà nước. Đấy, mình hiểu cái đó là như vậy. Nó cũng như là các cái khu vực văn phòng đấy, họ đang cho thuê đấy. Đất văn phòng, office, đấy, sàn văn phòng, và cũng như là sàn shop house hồi đấy cũng đều thuộc cái tài sản của chủ đầu tư và có thời hạn là 50 năm. Đấy. Như vậy kể cả anh mua ở đấy là cái shop house hồi đấy hoặc anh mua ở đấy là một sàn thương mại thì sau 50 năm anh vẫn phải bàn giao lại cho nhà nước. Đấy. Chỉ có trường hợp anh mua để ở trong căn hộ của anh thì anh được lâu dài. Thầy ơi, đợt vừa rồi là shop house của bên Mát là được sở hữu lâu dài đấy thầy ạ. Đấy là cái trong quy hoạch nó không phải là đất thương mại dịch vụ. À, không phải sàn thương mại dịch vụ. Nhá. Em lại thấy bảo những cái sản phẩm được cấp sổ trong năm vừa rồi thì xin được sang sở hữu lâu dài. Nếu như cái sàn mà nó xây shop house khối đấy đấy, nó là vẫn thuộc sàn để ở thì sẽ được lâu dài. Duy nhất cái bất động sản được sở hữu lâu dài đó là để ở, còn tất cả các loại khác đều có thời hạn nhá. Cho nên là condotel đấy bảo được lâu dài với lại shop house lâu dài, đấy là mọi người hiểu nhầm. Nó chính nếu mà nó được xây trên đất ở thì mới được lâu dài. Còn toàn là bài ôm tiền của nhà đầu tư thôi. Đúng rồi,
Thế còn thực ra sống và làm việc tại Việt Nam thì cứ căn cứ theo luật giấy trắng mực đen mà làm. Không có chuyện mình phải xem được nhé. Ví dụ như cái tòa đấy là tòa hoàn toàn là shop house nhưng mà nó xây trên đất ở thì được lâu dài. Ví dụ như là cái condotel ở của Taseco ở Đà Nẵng ấy, nó được xây trên, mặc dù là condotel nhưng mà xây trên đất ở thì nó được cấp sổ lâu dài. Còn nếu condotel mà xây trên đất thương mại dịch vụ thì nghĩa là 50 năm. Đấy là bất biến. Thủ tướng nói rồi. Đúng ạ. Không thể cá mè cá chép được. Đấy. Thế còn trường hợp mà chủ đầu tư nào mà bảo là shop house chuyển được lâu dài đấy thì họ phải là có cái nền là đất ở, chứ không thể nào từ đất thương mại dịch vụ mà chuyển sang lâu dài được. Cái đấy không thể. Tóm lại, tôi nhắc lại lần nữa để anh chị ghi nhớ là không có loại đất nào lâu dài trừ đất ở và nhà ở. Đấy rồi. Còn tất cả đều có thời hạn. Kể còn một loại thứ hai được nhà nước bảo hộ đó là đất nông nghiệp. Là sau 50 năm thì được gia hạn. Đấy là chủ trương của nhà nước để đảm bảo cái tính an sinh xã hội. Cái nhà ở cũng an sinh xã hội, bởi vì không thể đẩy người ta ra đường được. Nhưng đối với các tổ chức kinh doanh thì phải trả lại cho nhà nước. Ví dụ cái resort của chủ đầu tư ở ven biển đã khai thác được 50 năm rồi, đề nghị ông để đấy, trả lại nhà nước, nhà nước bàn giao lại cho ông khác. Còn ông muốn ở lại gì? Đấu thầu, đấu giá, không có chuyện là tự ý gia hạn được. Đấy. Bởi vì luật kinh doanh bất động sản nó mới được mới, đúng không ạ? Cho là tất cả những cái đó nó đều chưa xảy ra, nhưng chúng ta phải đọc luật và tư duy luật. Đấy, tôi thường xuyên đi họp và đi được hỏi những cái câu đấy rồi, cái đấy là chắc chắn không có cái chuyện là biến condotel thành lâu dài được, đặc biệt cá biệt thì còn không phải đại trà ông nào cũng sang được. Đấy. Vì ở Việt Nam thì nhiều khi là con voi lại chui nọt lỗ kim, cái đấy tôi không dám. Nhưng mà chủ trương nhà nước thì nó là như thế. Chủ trương nhà nước thì là đúng rồi. Rồi các chị nào có câu hỏi nào tiếp không ạ? Tôi đánh giá rất là cao bởi vì cái lớp của mình mặc dù là đấy gần 100 người nhưng mà có một vài các anh chị là học hành rất là chuyên tâm. Đấy, như anh Ánh, các chị ngồi đây, anh Tài, đúng không ạ? Mặc dù ấy là lúc nào cũng anh Hải, rồi chị Nguyễn, chị phải nói là những người mà nếu mà anh chị mà học hành mà nó đầy đủ như thế, tôi nghĩ là nó cũng không khó đâu, đúng không? Rất là khó nhưng mà hóa ra không khó. Chúng ta trao đổi, chúng ta va chạm rồi thì chỉ gọi là làm rõ các cái vấn đề thôi. Làm bài thi thì khó lắm đấy ạ. Thế cho em hỏi thêm một câu nữa không ạ? Rồi, được ạ. Trong cái đồng mua bán khi khách hàng mà có cái phần bảo lãnh ngân hàng được chiết khấu 1% với lại hoặc là 0,8% ấy, đấy là trong trường hợp bảo lãnh tiến độ ấy. Thì tại sao lại có cái khoản tiền đấy ạ? Và thầy giải thích thêm là tại sao có khoản tiền nếu khách không nhận bảo lãnh thì lại được không phải được cái mức chiết khấu đấy ạ? Như thế nào ạ? Tôi chưa nghe rõ cái đấy. Tức là khi ký hợp đồng mua bán thì thường khách có cái sự lựa chọn là có nhận bảo lãnh ngân hàng hay là không nhận bảo lãnh ngân hàng. Đấy. Trong trường hợp mà khách mà không nhận bảo lãnh ngân hàng thì khách sẽ được cái chiết khấu đấy, thì vậy thì cái khoản tiền đấy là như thế nào đấy ạ? Cái này tôi lần đầu tiên tôi nghe thế, bởi vì bản cái nếu mà mua nhà hình thành trong tương lai thì bắt buộc phải các chủ đầu tư phải thực hiện cái việc bảo lãnh ngân hàng, chứ không phải là thích bảo lãnh hay không bảo lãnh, trừ trường hợp là người mua nhà từ chối cái bảo lãnh đấy. Tức là lúc đấy là bảo là tôi có tiền, tôi có quyền của tôi không cần bảo vệ, tôi từ chối cái đó, thì có thể là lúc đấy là người ta sẽ giảm lên một cái phí nhỏ. Đấy. Gọi như kiểu bảo hiểm ấy ạ. Đấy, là như bảo hiểm đấy. Đúng rồi. Cho cái việc là căn hộ được hình thành trong tương lai. Đấy,
Bởi vì mục đích của nhà nước bắt chủ đầu tư phải bảo lãnh cho khách hàng là bởi vì là nó an toàn cho khách hàng. Nhưng mà khách hàng lại từ chối cái việc an toàn đấy. Thì cái đấy là cũng lần đầu tiên tôi gặp đấy, nhưng tôi sẽ tư duy theo là như là bảo hiểm ấy. Bây giờ chẳng hạn như ngân hàng nó bảo lãnh cho chủ đầu tư thì người ta có thu phí chẳng hạn là 1-2%, đúng không? Ví dụ thế. Thế bây giờ cái người mua nhà người ta bảo ôi tôi chấp nhận rủi ro. Tóm lại là tôi chủ đầu tư ông giảm cho tôi cái 1-2% đấy, ông không phải trả cho ông ngân hàng. Nhưng mà đấy là tôi nghĩ là tư duy theo luật thôi, chứ còn đúng thực tế ông ngân hàng cũng không làm ngắt nhắp thế đâu, đúng không? Thế thì sau đó loạn người không, thì căn hộ nào cũng được giảm cái phần chiết khấu bảo lãnh đấy hoặc không thế ạ. Các cái dự án mà bọn em bán hầu như đều thế ạ. Khách hàng được lựa. Nếu mà tin tưởng vào chủ đầu tư rồi, tin tưởng vào cái uy tín rồi, mình không cần ngân hàng được ra bảo lãnh cho cái căn nhưng hộ. Nhưng mà giả sử là tất cả đều thế hay là có tất cả người các căn hộ đều được thế, nếu mà khách nào an toàn quá không muốn gọi là nhận cái chiết khấu bảo, ý là dùng cái tiền đấy để bảo lãnh cho cái căn hộ của mình thì họ không nhận chiết khấu nữa. Tức là chủ đầu tư họ nói là nếu mà anh chị nào mà không cần bảo lãnh thì sẽ được miễn, đã được giảm chiết khấu, đúng rồi, 0.078 cho đến 1% tùy vào từng tòa, từng phân khu, nó chỉ là trong mức đấy đó. À, cái đấy là do chủ đầu tư họ nói ra, đúng không? Đúng rồi ạ. Họ đề ra. Thế thì như vậy là giả sử mà có 100 căn mà lại có 80 người thì không cần bảo lãnh, nhưng có 10 người ta vẫn cần bảo lãnh thì sao? Thì những người đấy vẫn nhận chiết không nhận chiết khấu nữa. Còn cái người mà họ muốn bảo lãnh ấy, thì họ sẽ họ không cần bảo lãnh ấy, thì họ sẽ nhận chiết khấu. Thế thì chắc là ông chủ đầu tư với ông ngân hàng phải là như răng với môi như anh với em trong nhà rồi. Dạ. Nhưng còn nếu mà tôi mà là ngân hàng, tôi đã bảo lãnh, tôi bảo lãnh cả dự án, phải bảo anh bảo lãnh theo căn. Đấy. Thế thì có thể xảy ra cái chuyện đấy, đúng không? Hoàn toàn có thể dụng chủ đầu tư với ngân hàng, nó là một gọi là linh hoạt, đúng không ạ? Linh hoạt. Ông nào thích bảo lãnh thì tôi bảo lãnh, còn không thì thôi. Đấy. Thế chứ còn nếu mà người ta bảo lãnh theo cả một dự án thì tôi nghĩ là chả ông ngân hàng mà ông đi làm nắp nhắp thế, đúng không ạ? Chỗ thì bảo lãnh, chỗ không. Đấy, thì cái bởi nhưng mà các anh chị phải phân biệt là bảo lãnh ở đây là bảo lãnh dự án ấy, thì là nó sẽ gần như là nó bảo lãnh toàn bộ, bởi vì lúc đấy là gì, kể cả chủ đầu tư mà không có tiền để hoàn thiện cái dự án đấy thì ngân hàng cũng vẫn phải có trách nhiệm giải ngân cho các nhà thầu để hoàn thành cái dự án đấy đúng tiến độ bàn giao. Lúc đấy coi như ông chủ đầu tư ngất rồi, nhưng mà kiểu họ sẽ tìm thấy cái chủ đầu tư khác đủ năng lực để triển khai đấy. Thế còn không hiểu là cái trường hợp này thì người ta đang ở cái diện bảo lãnh cá nhân ấy là như nào, tôi chưa rõ lắm. Cái bản chất của bảo lãnh là như vậy, ví dụ chẳng hạn ngân hàng A bảo lãnh cho dự án B thì trường hợp mà dự chủ đầu tư có bị ngất đấy, không còn khả năng điều hành nữa, thì ngân hàng nó vẫn đứng ra giải ngân cho, và nhà nước sẽ tìm cái chủ đầu tư kế tiếp, hoặc là ấy, và tiền vẫn được bơm, nhà thầu vẫn triển khai, tức là lúc đấy người dân vẫn được nhận là đúng tiến độ mà không bị hệ lụy. Đấy là mục tiêu của bảo lãnh. Đấy. Đấy. Giờ bán mấy sản phẩm của chủ đầu tư uy tín ấy thầy, nên là đa số là các chủ đầu tư như cầu Vin hay là Map hay là MIK thì họ đều được triển khai trong cái dự án của Vinhome rồi, nên là cũng không vấn đề gì cả. Khả năng là họ có năng lực tài chính rồi. Đấy, thì cái đấy là cái thì có ông nào uy tín hơn ông Everland của ấy đâu, ông còn xâm nhập cả thị trường Mỹ mà cuối cùng ông vẫn hạ cánh an toàn. Hạ cánh đấy, đúng mình cũng không thể nào mà tin tưởng hoàn toàn được, nhưng mà rõ ràng có ông ngân hàng là ông chẳng qua đấy là chắc là có những cái quá uy tín với nhau giữa ngân hàng và chủ đầu tư để nó giảm cái chi phí cho chủ đầu tư chẳng hạn thế. Ok, còn câu hỏi nào không ạ? Vâng. Thế cho em hỏi chút là về cái việc ngân hàng bảo lãnh ấy, thì có quan trọng cái việc mà ngân hàng tư nhân hay là ngân hàng liên quan đến vốn nhà nước không ạ? Không, chỉ cần ngân hàng thương mại thôi. Không phải có bây giờ còn ông nào có mỗi ông Alibank cũng không thể về ấy được, ông không thể gỡ được thì là nó vẫn còn nhà nước, chứ còn ông nào nhà nước nữa đâu.
ngân hàng thương mại cổ phần hết rồi. Đấy. Rồi, còn câu hỏi nào? Câu hỏi cuối cùng đi nhỉ? Dành cho 20 tháng 10, một câu hỏi cho các chị đẹp. Vâng, chị Huê hoặc là chị... Đấy, đợt trước bọn em bán hay bán các cái sản phẩm cũng là của Vin ấy, và nó sẽ mô hình là như thầy nói là Soho với cả Office Tel đấy ạ. Thì khi bán những sản phẩm đấy thì chủ đầu tư đều bảo là sau 50 năm thì thông thường là khách hàng sẽ đóng thêm thuế đất để được gia hạn sử dụng tiếp. Bởi vì cái mảnh đất đấy, cả cái khu dự án đấy thì là được cấp là sở hữu có lâu dài ấy. Còn giả sử như có cái khối mà em bán là khối thương mại thì sẽ là sở hữu 50 năm. Được. Nhưng mà sau 50 năm đấy thì những cái người dân ở trong các cái căn hộ ở đấy ấy, là sẽ đóng thêm thuế đất để được gia hạn sử dụng tiếp. Là nó đang bảo nó theo luật áp dụng như thế, và thuế đất sẽ theo cái thời điểm đấy tại cái căn hộ đấy sẽ cần đóng bao nhiêu. Đấy thì bọn em cũng chỉ giải thích với khách hàng như thế thôi, nhưng mà cũng chả biết là có luật. Có thể cái đó, có thể nó xảy ra cái chuyện đấy. Nhưng mà lại về theo nguyên tắc tư duy của luật thì tôi nghĩ là lúc đấy là chỉ là giải pháp để giải quyết cái vấn đề đấy thôi. Tức là cho người dân đóng đất, nhưng mà vấn đề là đóng thuế bao nhiêu. Bây giờ người ta định giá, người ta thuế hóa ra, người ta bảo tính ra thế này đắt hơn rồi đi mua cái mới, thôi trả cho nhà nước nó xong. Thì câu chuyện lúc đấy là nó khác. Tức là nó không phải là mình phải hiểu đấy là gì, là mình vẫn còn bị phụ thuộc của nhà nước. Nó không phải là một cái sổ đỏ lâu dài như là cái nhà ở của mình. Nhà ở của mình, xin lỗi các anh chị, là không bao giờ có thể tước cái quyền ở đấy của mình được, bởi vì nó là cái quyền an sinh lâu dài. Còn cái chuyện mà anh chị mua shop house để kinh doanh, với lại mua condo theo để kinh doanh, nhận mấy vòng tiền lợi nhuận 10 năm, giả sử như không có những chuyện đấy thì 15% đấy đã hoàn vốn từ lâu rồi, đúng không? Thì đấy là bài toán kinh doanh. Mà những bất động sản tạo ra dòng tiền thì không có chuyện là nhà nước người ta sẽ cho gia hạn. Lúc đấy là chẳng hạn, lúc đấy chẳng có ai mua thì lúc đấy là đấu giá, ai mua được thì mua. Thế còn không có chuyện là nhà nước lại cho nộp thuế rồi lại ấy đâu. Thế thì nó lại không phải là cái chủ trương chung. Chủ trương chung là gì? Khi đã thuộc về nhà nước mà tài sản công thì bất kỳ một cái gì cũng phải đưa ra bốc thăm hoặc đấu giá. Đấy, định giá lại. Bởi vì lúc đấy nó sẽ trở thành tài sản công. Nó sẽ trở thành tài sản công sau 50 năm. Đấy. Chứ nó không phải là tài sản của một cá nhân nào. Lúc đấy tài sản công là tài sản của tất cả chúng ta. Đấy. Thế thì người dân có đồng thuận hay không? Quốc hội có đồng thuận hay không? Giả sử quốc hội đồng thuận là cho phép những cái người ở đấy tiếp tục sử dụng và nộp thuế thì tôi nghĩ là ok. Bởi vì lúc đấy là... Nhưng mà một bộ phận nào đấy người ta lại không biểu quyết, người ta bảo cứ đấu giá đấu thầu công khai, ông nào mua được thì mua, còn không thì là thì câu chuyện nó lại khác. Đấy, tùy cái câu chuyện đấy nó còn rất là dài, 50 năm thì những cái người mà nói từ lúc này thì còn chúng ta, ví dụ chúng ta còn sau 10 năm chúng ta còn đâu, đúng không? Chúng ta ở đây sau năm nay cơ sở lại chuyển đổi. Đấy thì lại chuyển đổi. Có rất nhiều tài sản trên đất sẽ được đền bù để người dân có thể di chuyển sang vị trí khác. Đấy. Thầy ơi, cho em thầy câu cuối xong lớp nghỉ được không ạ? Rồi, ok. Em đang muốn hỏi là trong trường hợp hiện tại mà mình đang hoạt động với công ty cổ phần rồi, nhưng vốn điều lệ là dưới 10 tỷ. Vậy thì mình đã đăng ký ngành nghề kinh doanh là có kinh doanh bất động sản, có môi giới và có tư vấn. Vậy thì bây giờ là em phải thành lập riêng sàn giao dịch để nâng cái vốn điều lệ ở của công ty cổ phần lên, hay là mình vẫn tiếp tục hoạt động như vậy và nâng cái vốn điều lệ lên và để cho nó làm sao phù hợp với cái điều kiện mà 20 tỷ hoặc là phải tỷ lệ phần trăm liên quan đến thầy có trao đổi trước phù hợp với dự án, diện tích của dự án ấy. Trường hợp đấy tách ra thành hai trường hợp. Ví dụ chị thành lập sàn là không phải động đến cái vốn pháp định. Cái 10 tỷ của chị là hình như là chị đã đăng ký từ trước 2010 thì phải, đúng không? 2000 là có 10 tỷ, 6 tỷ xong lên 10 tỷ như đấy. Tôi nhớ chính xác năm nào đấy. Đầu tiên nó chỉ có 6 tỷ, sau lên 10 tỷ. Nhưng bây giờ nó lại như này.
Nếu như chị chỉ là kinh doanh đơn thuần, tức là đầu tư thứ cấp, thì lúc đấy là nó cũng không bắt buộc chị phải có vốn pháp định nữa, bởi vì lúc đấy là chị đi mua của ai thì chính cái ông chủ đầu tư kia, ông sẽ phải cấp một kia, ông sẽ soi chị đấy, chứ không nhà nước lại không không bắt mình phải đọc để cái phải đối ứng cái số đấy là bao nhiêu tỷ. Thế nhưng mà nếu giả sử lúc đấy chị lại đi xin dự án đấy, cũng như là cái anh đi xin dự án, thì bắt đầu là người ta sẽ tính là à, chị có bao nhiêu tiền. Ví dụ lúc đấy người ta định cái dự án mà chị xin ấy nó lớn hơn 20 ha, nó lớn hơn 20 ha, và cái vốn của nó là 1.000 tỷ. Thế đi, ví dụ thế. Thế thì chị phải có cái mức vốn đối ứng là đấy, phải đến ngân hàng bằng cái loại vốn gì đấy nó đối ứng cho chị là 15% của 15% của 1.000 tỷ là bao nhiêu ạ? Là 150 tỷ, đúng không? Vâng, tầm đấy. 150 tỷ. Còn trường hợp chị có cái nhỏ hơn 12 ha, nhỏ hơn 20 ha, đấy, nhỏ hơn 20 ha, thì chị phải có cái vốn đối ứng lớn hơn, là lớn hơn 20% của lúc đấy, giả sử vẫn là 1.000 tỷ, thì chị phải cần có cái vốn là 200 tỷ trở lên. Trở lên. Đấy, 20 ha thì nhỏ hơn 15%. À, lớn hơn bằng 15%, còn nhỏ hơn 20 ha đấy thì là 20%, 200 tỷ. Tức là nó đấy nó lại phụ thuộc vào quy mô và dạ, cái tổng đầu tư đấy, tổng đầu tư chứ không, và cái điều kiện cũ từ ngày xưa thì là với để mà kinh doanh dịch vụ thì nó không quy định là vốn pháp định, mà nó chỉ cần chị có một cái chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ hoàn thành khóa học quản lý điều hành sàn và một cái chứng chỉ môi giới, thế là đủ thôi. Vâng ạ. Vâng, em cảm ơn thầy. Ok, rồi. Tôi cảm ơn tất cả mọi người. Nếu mà ai còn học về sàn nữa thì sẽ gặp tôi một buổi nữa. Thế còn nếu mà không thì chào các anh chị và chúc anh chị buổi tối tốt lành, chúc anh chị thành công trong công việc. Thầy có gửi lại slide thì được không thầy? Đó, xin cảm ơn. Thì slide thì cái này là cái nó rất nhiều các cái nội dung ngoài cái khung chương trình ấy. Vậy là anh chị có thể là trong quá trình học đấy, tôi nói rồi là phải chụp ảnh hoặc là ghi chép lại. Thì cái này nó lại là cái tài sản riêng, nói rộng nói hẹp, nó không phải là cái tài sản chính nghĩa, không phải là cái chính thống. Thế nên các anh chị thông cảm. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Vâng, em chào mọi người. Em chào thầy ạ. Chào thầy ạ.